Thưa cô ấy bác. Chị Châu để đi chợ đấy à? Dạ. Bao giờ vỡ chum thế? Mà sao dạo này không thấy thằng Bảo nó về nó chăm chị nhỉ? Thằng Bảo nhà em nó làm việc trên thành phố bận lắm chị ạ. Cảm ơn chị. Cô Châu mua thịt cháu này. Thịt cháu hôm nay tươi lắm đấy ạ. Chị Châu ơi, hôm lâu á có người nhìn thấy thằng Bảo nhà chị trên thị trấn, mặt trên tay nó xuất sát hết, hình như nó bị ai đánh ý. Thế nó có làm sao không chị? Ai đánh con tôi? Nó bị ngã. Ngã cái gì? Chắc là nó nghịch ngu bị người ta đánh đúng không chị? Mà cái thằng ấy, nó chốt bốc phép là lên thành phố làm ăn lớn rồi, giờ có khổ thì cũng chả dám nói thật. Khổ không liên quan đến chị. Gớm, cứ tưởng lên thành phố làm ăn mà dễ à. Cái thằng Bách bạn thằng Bảo kìa, giờ lộn về không một xu dính túi, đói như ngan thả vào rừng. Hội trẻ bây giờ như là tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Còn mấy cái ông bố bà mẹ ảo tưởng lúc nào cũng nghĩ là con mình lên thành phố rồi trở thành ông này bà nọ ngay được ý. Chưa biết là có thành ông này bà nọ hay không, nhưng mà chị cũng không nên xăm soi đố kỵ người khác như thế. Thì tôi nói gì sai à? Cả cái làng này ai chả biết thằng Bảo nhà chị ăn chơi lêu lổng, bất tài vô dụng. Không mà 3721 ngày đói ra họng rồi lại mò về làng ấy mà. Chị là người lớn, ăn nói suy nghĩ một chút nhá. Ghen ăn tức ở, nói xấu người pha người khác như thế cũng không khá được đâu. Con trai tôi bây giờ nó đổi đời rồi, lương tháng mấy chục củ ấy. Không có lẽ tôi phải rêu rao cho bản thân thiên hạ biết à? Cái củ khoai là củ sắn. Gớm, chị cứ bốc phét tận trời ấy. Tôi nhìn chị như thế là đủ lắm rồi nhá. Chị muốn gây sự đúng không? Muốn đấy, muốn này, làm gì làm đi. Bảo, con về rồi đi à? Cháu chào cô ạ. Mẹ đang bầu bí, cần gì thì cứ bảo chúng con sẽ mua. Việc gì phải vất vả ra chợ như này ạ? Mà mẹ cũng không cần phải đôi co với người ta như thế đâu. Nhưng mà người ta đang nói xấu con, mẹ không chịu được. Người ta đang bảo con bất tài vô dụng, chơi bời lêu lổng cái kia. Mẹ ơi, người ta kém hiểu biết thì mới nói như thế. Ngồi ở dưới đáy giếng thì làm sao mà thấy được những thứ tốt đẹp ở trên cao hả mẹ? Cháu chào cô. Cô có thấy ai bất tài thất bại mà về làng với bộ dạng sang chảnh như cháu không cô? Bảo ơi, giờ cháu giàu có rồi à? Cái ô tô đỏ kia là của cháu đấy à? Đương nhiên rồi ạ. Người yêu cháu đấy à? Dạ vâng ạ. Mẹ, đây là Bảo Ngọc, bạn gái của con. Bảo Ngọc? Dạ. Ngọc Bảo, trùng hợp thế nhỉ? mà thôi, mẹ con mình về đi. Không đứng đây người ta tức nổ con mắt. Mình không nhặt hộ được đâu. Để mẹ lấy cái làn. Để cháu ạ. Đấy bà con thấy chưa? Từ giờ đừng nói xấu người khác nhé. Thấy người ta hơn mình là khó chịu.